mình bị cháy rồi các bạn ơi, cứu mình. Thực ra mình giỡn thôi, đây là hào quang rực rỡ đấy các bạn. À không phải, phải cái lửa này chính là hào quang đấy các bạn ơi. Và cái hào quang lửa này á, nó sẽ giúp cho mình có thể mạnh mẽ hơn. Và đây hôm nay mình sẽ tìm ra đâu là hào quang mạnh nhất thế giới nha các bạn. Hiện tại mình đang sở hữu hào quang lửa này các bạn ơi. Còn những người khác á, thì người ta sở hữu hào quang xịn hơn, hào quang thiên thần. Các bạn thấy người ta có cánh đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Còn bên đây để mình xem coi còn ai được sở hữu được thêm cái hào quang gì nữa không? Bên đây thì như người ta chưa sở hữu. Nhưng mà cái này cái gì đây? What? Có một cái người đang bay lên trời nè. Đứng vào xem coi. Tương tác nè các bạn. Lửa xanh nè các bạn. Xoay sao nè. Cái này hình như là chúng ta sẽ gọi là sở hữu được cái sao ấy. Wow, cái này là hàng hiếm này các bạn ơi. Còn đây là lửa của mình nè. Và các bạn có để ý ở bên phải không? Là nó ghi những cái gọi là thông số của cái hào quang đó. Ví dụ như hào quang thiên hà này, nó có sức mạnh là 40 đó. Hoặc là còn hào quang lửa của mình đó, đây mình bấm cho các bạn coi, thì sức mạnh nó chỉ có 36 thôi. Mỗi hào quang nó sẽ gọi là khác nhau về sức mạnh. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào chiến trường để gọi đánh nhau với những hào người có hào quang khác nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi lượm những ngôi sao này. Những ngôi sao này rất quan trọng nha các bạn. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể quay vét. Đầu tiên thì mình sẽ lượm mấy cái này trước đi. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm người mình đánh nhau thử xem coi cái hào quang của mình nó có mạnh hay là không. Đây đây đây. Cái hào quang thiên thần ở trên kia kìa. Bây giờ mình sẽ lên xem coi tụi nó đang làm gì vậy. Mình không lướt được nha. Mình mà lướt được là quá ok luôn. Đây. Thanh niên này đang sở hữu mấy con bét lửa khá là ngầu. Hào quang của nó là rực rỡ các bạn. Hào quang rực rỡ thiệt luôn. Nó đấm mình văng con ai kia. Này thì đấm nè. Các bạn không, cái hào quang của nó xịn hơn mình nên đấm mình còn có miếng máu á. Này thì nè, mạnh hơn anh nhưng mà không biết combo sao đánh lại anh. Quay hào quang Superman nè, sau lưng nó có một cái hào quang Superman nè các bạn. Quay ngầu đấy, để em đứng đây em hưởng gọi là ngôi sao tí anh ơi. Đừng đấm em anh ơi. Ui, nó là hào quang vua các bạn ơi, nhà vua chứ không phải là Superman. Mà Superman cũng dạng như là vua trong siêu anh hùng rồi còn gì nữa. Nó mạnh quá trời mạnh mà. Này thì nè, các bạn nghe mình đấm không, mình đấm chúng nó là nghe cái phục. Nhưng mà rõ ràng là nó trâu quá bạn. Rõ ràng là nó đang có hào quang mạnh hơn mình nên nó rất là trâu. Và mình muốn gọi là đổi hào quang khác rất đơn giản thôi. Đó là mình sử dụng cái này. Đó, mình đang cuộn nè các bạn. Lửa nữa hả? Bỏ qua đi. Hào quang này có rồi. Tiếp tục. Ui, hào quang vô cực nè. Ui, thông thường hả? Bỏ qua. Cái này nói chung là các bạn phải gọi là may mắn lắm mới được hào quang xịn nha. Ui, bỏ qua luôn. Lửa nữa. Cay thế nha. Thôi không sao. Chúng ta lên trên tiếp tục đi các bạn. Trong lúc đi lên trên thì mình sẽ quay tiếp xem. Wow, hào quang hiếm nè, trang bị vô coi. Chính là cái này à. Ngầu đấy. Nhưng mà không biết là nó mạnh như thế nào. Để mình xem coi. Hào quang hiếm này thì nó sức mạnh nó là có 32 thôi. Vậy là còn cùi hơn. Ê, mình có hào quang thiên hà nè. Để mình xem coi. Đây, cái này mới là mạnh này các bạn à. Ui, thanh niên kia đang đứng ở chỗ đó. Thanh niên có hào quang vô cực. Bây giờ mình phải solo nó thôi. Các bạn đứng vào trong đây các bạn sẽ hưởng được gọi là cái mức gọi là ngôi sao VIP luôn các bạn à. Này thì nó đấm mình một phát một cái chưa. Thôi trong lúc này mình đi quay bet xem coi mình có quay được con bet nào xịn không. 100 ngôi sao là được một con bet nè, 1.200 nè. Rồi, quay bet 100 ngôi sao trước đi. Làm ơn, ra là xịn đi. Ui, ra con bet ghẻ nữa. Bet đó các bạn à, bet chó, cùi lắm. Bet mèo hiếm nè. Thêm một con nữa coi, con này phải là VIP nha. Hiếm rồi. Thêm một lần nữa đi các bạn. Mình cần con bet 10%. Ui, một lần nữa đi. Có tiền mà. Thôi không được rồi các bạn ơi. Ê, kiếm chuyện hả? Từ từ nó kiếm chuyện với mình các bạn ơi. Mình đang đứng hấp thụ cái này mà nó kiếm chuyện với mình. Đấm anh nè. Hồi nãy mình đấm nó các bạn, giờ nó quay lại đấm mình. Rồi nó đi rồi. Ok, mình đang gắng gọi là ron ra được những cái hào quang xịn nhưng mà nó ra hào quang cùi không à. Rất là hiếm để ra hào quang xịn luôn á. Lửa là sao? Ôi trời, đứng lại hết hồn. Lửa nữa. Phải tỷ lệ ra phần trăm mà ra được cái hào quang xịn á, hơi bị khó đây. Như hào quang của mình là 1/32 người, là một người mới có thôi các bạn. Rồi để xem coi. Ui, đây thanh niên kia có hào quang gì kìa, tụi nó đang lên trên đánh nhau. Ê anh ơi, đừng đánh. Hào quang của nó là gì? Hào quang pháp sư các bạn, nó có hai cái sừng với lại cái hào quang màu đen đen xung quanh người nó, nhưng mà nó không biết solo. Nó biết. Nó đấm mình trúng rồi. Này thì nè, hai đứa ngẫm luôn. Mình đang thắc mắc là bên này nó ghi cái gì nè. Thỏ nè các bạn. Mình sẽ biến thành con thỏ. Wow, chị Hằng các bạn ơi, mình trở thành chị Hằng nè. Mình có cái khăn quấn hình người nè, có hai con thỏ hai bên. Ôi mình vua nè. Dài, ngầu chưa? Ngầu chưa? Khi mà các bạn có bet á, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm may mắn rồi nữa nha các bạn. Đây, nó cộng cho các bạn may mắn nè, với lại cộng cho các bạn ngôi sao nữa, ít năm ngôi sao luôn. Quá đã. Cái này là cái gì đây? Mới là sao đây? Tương tác coi. Chế tạo à, nâng cấp sức khỏe à. Chế tạo là cần gì?
cần có những gì để chế tạo ta? Ôi từ từ, nhầm rồi. Hào quang cùi rồi các bạn ơi, để mình lấy hào quang xịn cái đã. Hào quang con nào xịn nhất ta? Hào quang con thỏ là xịn nhất. À, bây giờ mình đang trở thành chị Hằng. Chị chị Hằng ở chú cùi ở trên mặt trăng á. Rồi anh em, chiến thôi đợi gì nữa. Mạnh rồi các bạn ơi, mạnh rồi. Từ từ đi, từ từ quay tiếp đi. Để mình gọi là qua đây mình kiếm người mình gọi là solo với nó. Ok, trong lúc này thì mình lên đây mình hưởng. Mình hưởng cái này chứ. Mỗi lần cộng 390 gọi là hạ cái ngôi sao. Quá đặc. Ê, nó lên kìa. Ooh, what? Đừng có nói là con. Ui, nó hồi nãy đúng không? Nó 200 triệu lần ấy. Ui. Này thì nè, à nó đấm một cái bạn không, nó đấm đúng một cái luôn. Ok. Bây giờ là thiên hà X5 đúng không? Tốc độ chạy nè các bạn, bây giờ mình đã chạy nhanh hơn nè các bạn, thấy chưa? Lấy cái lửa luôn, bây giờ có lửa là lấy. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ đi quay bét này. Thiên hà lấy luôn, rồi. Ok, 50 nha các bạn, 50 nha các bạn. Ok, bây giờ là chúng ta chuẩn bị, let's go. 50, trời ơi, quá chừng lửa. Hiếm các bạn ơi. Trời ơi, con bét cùi nhất luôn. Đau lòng thiệt chứ. Không sao, dù sao thì nó sẽ cộng cho mình. Đó là X9 may mắn, X9 ngôi sao và X6 may mắn. Rồi, ok, tuyệt vời rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái gọi là thỏ này mình trang bị vô. À, mình đang là chị thỏ ngọc mà. Vua nữa nè các bạn à, vua được nhiều đấy. Rồi, lên, thiên hà nữa nè. Thiên hà, hello, từ, tắt đi. Hello bạn, bạn xịn hơn tôi đúng không? Nó trâu hơn mình đấy các bạn. Các bạn nó trâu mình. Này thì nè, nó đang có gọi là cái hào quang ác quỷ. Hơi là đánh hụt á, đánh trúng mình chắc một hit một lần ngẫm rồi. Rồi mình đang đứng đây đợi cho nó tăng lên và hiện tại bây giờ mình đang quá thiếu thốn nhiều cái rồi. Mình sẽ bỏ cái thiên hà đi các bạn ơi, thiên hà này mình nghĩ là chắc bây giờ nó không còn xài đâu. Mình cần lửa đi. Lửa. Ác quỷ. Wow. À có đứa qua đây, kiếm chị với mình nè. Có đứa trốn này nè. Lên đây bạn, lên. Ui từ. Lên đây các bạn không, nó quýnh mình đâu có nhiều máu đâu. Lên đây bạn. Đùi mình đấm nó một cái, hai cái là ui nó ngẫm rồi, nó yếu vậy. Ui công nhận cái hào quang của mình xịn thiệt. Capybara, thanh niên kia cưỡi capybara. À ok, thanh niên cưỡi capybara đang gọi là chuẩn bị muốn đánh nhau với mình. Nó đang có hào quang gì đó không biết nữa. Hào quang rực rỡ à. À rồi, đây. Lên trên nè capybara. Chỗ này là của anh. Cuối cùng mình, ơi khoan, mình tưởng mạnh vậy. Mạnh đấy my friend. À, nó còn miếng máu à. Nó có hào quang tâm linh các bạn ơi. Thanh niên này chơi hệ tâm linh rồi nên mình đánh không lại. Buồn quá. Rồi, tiếp tục. Để mình xem coi mình sẽ tăng được cái gì đây. Rạng rỡ à, bỏ qua đi. Mình quan trọng là bây giờ mình cần coi xem coi mình sẽ tăng được cái gì đây. Thỏ là X4, rạng rỡ là X4 nè, mình mới bỏ luôn. Mình sẽ tăng cái nhảy cao X8. Các bạn thấy hào quang của mình như thế nào? Pháp sư đi các bạn, có hai cái sừng màu đen nè, xung quanh là có hai cục màu đen luôn. Rồi bây giờ mình đã có gọi là bốn cái hào quang thỏ rồi. Mình sẽ chọn đó là X2 chạy nhanh hay là các bạn sẽ chọn máu? Mình sẽ chọn máu ha. Chọn máu đi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình cần thêm những cái gì nữa đây? Vua mình có rất nhiều nha, ác quỷ mình cũng có. Nhưng mà hiện tại là hình như mấy cái này nó không cần. Lửa hiếm với lại rạng rỡ. Rồi, hết rồi đó. Bây giờ ra quay bét thêm một lần nữa. Mình sẽ cho nó gọi là tiếp tục quay, gọi là ra cái này nữa. Ra thiên hà rất là nhiều nha. Lại tiếp tục quay ba cái nào. Không đủ tiền rồi. Vua nữa nè, thôi bỏ qua vua đi. Rồi để xem coi, ra bét gì đây. Làm ơn một con bét xịn. Sao đấy bét cùi không vậy? Rạng rỡ cần nè. Rồi, tiếp tục. Trời ơi. Rạng rỡ nè. Hết rồi, không đủ tiền rồi. Mình cần một con bé xịn thì là xịn luôn. Để tí nữa mình có thể solo với người ta một lần nữa nha. Thú nuôi đầy rồi, thôi được rồi. Ác quỷ này các bạn, rất là nhiều cái mình cần luôn. Nhưng bây giờ mình cần một cái này xịn, xịn nhất là xịn luôn á. Rồi mình sẽ trang bị cái pháp sư vô đi cho mình mạnh hơn. Hiện tại bây giờ máu của mình thì khá là ngon. Máu nhiều, máu 18. Mà sức mạnh của mình sao mấy lần. Này, này, ui, đấm một cái. Ui giời ơi em ơi, còn yếu lắm. Còn yếu lắm. Chưa làm được anh đâu. Để xem coi có ai trên đây không. Ui, có kìa. Thanh niên hồi nãy, tụi này nó gọi là trốn rồi. Vô. Ây da, trời ơi. Đau quá. Nó đấm vào mình có một cái một. Mà các bạn thấy không. Ui, nó đấm đau quá bạn ơi. Mắc máu một khúc luôn nè. Giờ sao ta? Hay là mình sẽ gọi là ở đây mình gọi là hả? Gọi là lên núi tu hành đi các bạn. Trời ơi, bây giờ tôi nhiều tiền quá rồi, tôi phải làm gì? Tôi mở ba con bé VIP một lúc luôn. À khoan, kho đồ hiện tại đang đầy, chưa được.
chưa được. Nôn quá mà, nôn quá mà. Rồi, let's go. Ba quả trứng VIP một lúc luôn. Ba còn hiếm giống nhau. Trời ơi, sao kỳ vậy. Thôi, mở một quả trứng từ từ thôi các bạn. Mở ba quả trứng liên tiếp mình thấy nó ra cái con cùi không à. Cần một con VIP nào. Trời, có ghép được không ta, có ghép bé được không? Chứ mấy con bé này là hơi bị xịn luôn á. Mấy con bé này của mình là hơi bị đẳng cấp ấy. Bốn con bé này nè, hàng xịn đó chứ. Ok, lần nữa rồi. Trời ơi, Rally. Sử thi, cái này mới đúng là cái tôi cần nè. Cái con bé gọi là 8%. Con bé này xịn, con bé này xịn. Huyền thoại luôn. What? Sao mà tôi hên như vậy? Con này cộng cho mình 500 sao một lần và ít 6 gì? Ít nhiêu ta? Ít 206. Random các bạn. Trời ơi, hào quang xịn các bạn ơi. Một trong 3 tỷ người mới có một người có sở hữu hào quang này mà thanh niên này nhìn mặt giống gọi là 3D dưới trời. Wow, hào quang xịn nhất các bạn ơi. Ui, hình như nó top 50 nè các bạn. Nó là top 50 nha. Hiện tại nó là top 50 rồi. Vậy là nó có hào quang xịn rồi. Ok, tiếp tục ba con bé nữa. Sử thi hay quá, được hai con bé xịn rồi. Quay một con đi. Kho bé nó đầy nữa rồi. Sao mà đầy hoài vậy? Hiện tại là tôi đang cần bé lắm. Vô. Hiếm. Quay lần luôn cho nó hết đi các bạn ơi. Ok, chuẩn bị. Hiếm, ba con hiếm này coi như là vứt rồi đó, không có sử dụng tới đâu các bạn à. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua đây xem coi là mình có lấy được cái thêm cái gì nữa không. Ác quỷ nè, vô hạn nè, lửa nè, hiếm, nói chung là chưa được cái nào luôn các bạn à. Buồn quá. Trang bị thiên thần vô cho các bạn nhìn cho nó ngầu. Đấy, thiên thần cũng ngầu lắm chứ bộ. Đánh nhau tiếp coi, mình sẽ không qua thế giới mới làm gì đâu bạn, tại vì thế giới mới nó cũng chả được gì hết. Còn bây giờ mình đi đánh nhau thôi. Tiếp tục. À đây đây đây. Thanh niên. Úi giời ơi, rớt chưa? À. Được đấy, được của nó đấy. Được của nó đấy nha. Bay ra ngoài rồi, rớt rồi. Sao mà thắng nổi anh? Đã nói rồi, không thắng nổi anh đâu. Đừng có mơ. Thanh niên là cái gì đây? Thiên hà cùi bắp. Rớt luôn. Trời, mình mới đấm có một cái mà rớt rồi. Mình thấy tội nghiệp cho nó. Thanh niên pháp sư nè. Mình đấm xa không? Các bạn thấy không? Đó là nhờ khoan từ giữ lại. Đó là nhờ gọi là cái hào quang của mình đấy các bạn. Đây là thanh niên nó hào quang xịn nha. Mình đánh nó không bay ra ngoài đâu. Các bạn biết nó hào quang nó xịn cái nào rồi đấy. Quay từ. Tiếp tục. Hình như nó yếu rồi sao á? Nó bỏ qua mình rồi. Ai ai trời. Đau ấy. Không đùa được đâu. Đau đó nha. Pháp sư nữa nè. Come on, chạy thôi. Đánh không lại đâu. Nó mạnh quá. Nó đang có cái hào quang gì đó các bạn ơi, khá là mạnh. Đấy, mình đánh nó văng ra ngoài luôn kìa. Rớt xuống luôn rồi kìa. Vậy là ngày hôm nay mình đã gọi là tìm được những cái hào quang rực rỡ xịn sò mò luôn. Chẳng hạn như là đây. Các bạn thấy chưa? Thời gian nè, máy laser nè. Đó. Ngầu chưa, tắt cái này đi để nó hiện lên hoài. Đây là cái laser nè các bạn. Tiếp theo là thời gian nè, cho các bạn coi. Thời gian thì nó có cái giọng như này sáng là rất là đẹp. Hoặc là cái gọi là thiên thần nè, phải cơn thịnh nộ nè. Cơn thịnh nộ cũng khá là xịn nha. Hoặc là thiên thần. Đẹp chưa? Rồi, cảm ơn các bạn xem video này nha. Mình đến đây đừng quên là chúng mình like và đăng ký và xem mình cầm nếu bạn chỉ muốn hòa mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.